đứa nào mà xinh thế hả? Đứa nào xinh đây? Đứa nào ấy? Đứa nào sẽ còn sinh con bố đây? Con nào đấy? Cái này chẳng mong. Em tên là gì? Em tên là gì? Em là gì nhỉ? Em hay... Người ta hay gọi em là gì? Con Cứt à? Hay con Sam? Con gì? Người ta hay gọi em là con gì? Hả? Con Sam à? gật gật cái gì mà gật? Con nói gì đi, con nói gì của tất mày nhá. Ngọc béo đúng không? Ngọc béo phì đúng không? Bố Duy đẹp trai đúng không? Bố Duy đẹp trai không? Ngọc béo nhỉ. Thế cơm làm sao? Cơm làm sao? Đi học rồi. Nhưng mà cơm xinh gái hay cơm xấu xí? Cơm xinh gái. Cơm xinh gái nhá. Thế Ken đẹp trai hay Ken xấu xí? Ken đẹp trai. Thế Min xinh gái hay Min xấu xí? Min xấu xí à? Min xinh gái à? Cái gì Hoa làm sao? Tân Trà làm sao? Tân Trà béo ú à? Tân Trà béo không? Béo nhỉ? Tân Trà trẻ trai.